Alo, em chào anh chị em. Hồi nãy em đang like cái lô quần này thì nó bị tắt ngang cái. Bây giờ em like tiếp ha. Đây là cái quần của lễ phục 4 túi. 2 túi đằng trước nha anh em và 2 túi sau mũ này. Con này màu xanh xanh xi măng à. Rồi con này là bụng 86. Bụng 86. Dài quần của nó là 114 97%. Chốt cho em con này 350.000 mã 58. 350.000 mã 58 ha. Rồi tiếp một cái quần này 4 túi cũng lễ phục luôn. Màu xanh lính nha anh em. Con này bụng 100 bụng 92. Bụng 92. Và dài quần 108. Mới 98% luôn à. Chốt cho em 350 mã 57 à. 350 mã 57. Tiếp một cái quần hướng đảo sinh nha anh em. Quần này thì nó đặc biệt là có cái dây chun ở bên lưng này và túi của nó túi nổi. Đằng trước và đằng sau cũng túi nổi à. Quần này lưng hơi to, kaki của Mỹ nó mát nha anh em. Quần này là bụng nhỏ là 90 và căng hết cỡ là 104 là vừa luôn. Quần này thì dài 106. Mới 98% luôn. Ai chốt con này là 300.000. Chốt cho em mã 56. 300.000 mã 56. Rồi tiếp một cái quần này cũng của hướng đào sinh 4 túi ha. 4 túi. Con này là bụng 96. Bụng 96. Mới 98% luôn. Hàng tuyển của em ha anh em. Dài 110. Chốt cho em con này 400.000 mã 55. 400.000 mã 55. Tiếp một con này cũng của hướng đào sinh luôn. Quần này to mà mới đẹp luôn này. Con này là bụng 110. Bụng 110. Mới 98% nha anh em. Rồi dài 116. Chốt cho em 300.000 mã 54. 300.000 mã 54. Tiếp một cái quần này cũng của Mỹ luôn. Quần này có 4 túi thôi này. Màu xanh này luôn ha. Con này là bụng bụng 78. Size small à. Bụng 78. Dài 114. Túi ở sau nó chia chéo nha anh em. Rồi chốt cho em con này 350 mã 53. Độ mới khỏi phải bàn luôn ha. Mã 53. Tiếp một cái quần của hướng đào sinh nữa này. Hàng chuẩn Mỹ luôn ha, vải kaki. Con này là bụng 100, căng hết cỡ là 102 vừa. 4 túi nha anh em. Bao mới cho anh em luôn. Dài 102 vuông quần luôn. Chốt cho em con này 400.000 mã 52. 400.000 mã 52. Tiếp một cái quần lễ phục nữa này. Quần này rất là dày nha anh em. Dòng kaki này thì cực dày. Mấy con kia thì mềm mỏng như con này là dày, cứng. Bụng 94. Bụng 94. Rồi dài 108. Chốt cho em con này 390.000 mã 51. Bao hàng quân đội Mỹ cho anh em nha. Tiếp một cái con này là kaki cắt vàng 6 thứ hộp vải kaki. Có bà mông nha anh em. Có bà mông này. 6 thứ hộp có đai hông ha. Có đai đôn bên hông này. Con này của hãng Bupper. Cái bụng của nó là 96. Dây chạc đầy đủ ha. Con này mới 98% luôn. Rồi dài 110. Chốt cho em con này 500.000 mã 50. 500.000 mã 50. Tiếp một cái quần này nữa nha anh em. Hướng đào sinh. Hướng đào sinh 4 túi. Quần này là bụng 90. 96 à. Bụng 98. Bụng 98 gần 100 ấy. Bụng 98 kaki mềm mát nha anh em. Dài 110.
Chốt cho em con này 500.000 mã 49. 500.000 mã 49. Rồi tiếp một con này mẹ 6 ơi, túi hộp. Ngoài dĩa đây đó. Mẹ ơi, mẹ lấy cho con đi. Ra lấy chờ chút mẹ vào lấy. Cái này của hãng Bupper. Hàng chuẩn Mỹ à. Con này chưa có sử dụng luôn này. Còn cái mã vạch nha anh em. Vải kaki màu xanh đen, bụng 102, căng hết cỡ là 104 vừa. 6 túi hộp. 6 túi hộp nha anh em. Con này là dài 112. Chốt cho em con này là 300.000, mã 48. Mã 48. Một con cuối cùng của cái hiệp 3 này. Con này là của Canada màu đen. 6 túi hộp. 2 4 5 túi, 5 túi chứ không phải 6 túi. Màu đen thui thui lùi, bụng 82. Bụng 82. Dài 102. Quần này thì như thằng M65 có cái nắp túi này. Túi hộp ha. Đồ mới của nó rất là cao. Nói chung con này cứ 97, 98. Về giặt cho em cái nha. Vì nhà em bụi cho nên nó dính bụi thôi. 470.000 chốt mã 47. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em. Em sẽ làm video tiếp theo nha anh em. Anh chị em mà có ok thì cho em một like và bình luận để cho cái nó sẽ báo tương tác giữa máy các anh và máy em. Nó sẽ báo video mới nhất của em cho anh em biết ha. Rồi khi anh em like và bình luận xong thì nhảy qua ưng bộ nào thì gọi điện giùm em số điện thoại 0911337139 để được chốt đồ nha anh em. Còn anh em bình luận không mà không bình luận để chốt không á thì người ta bên này người ta cứ gọi số điện thoại liên tục. Cho nên em không biết anh em nhắn, khi mà nhắn qua như vậy em lại hỏi ngược trở lại các anh cho em số điện thoại để liên lạc thì các anh trả lời cho được người ta gọi chốt hết rồi. Cho nên nhanh nhất anh em bình luận để nó tương tác giữa máy các anh và máy em thôi. Like và bình luận là mục đích là nó như vậy. Còn gọi điện chốt đồ là mình phải làm phương pháp gọi và hoặc là qua Zalo gọi nha anh em. Để mình chốt được mặt hàng của mình, ai chốt trước thì gọi trước thì em chốt trước. Rồi chúc các anh thành công, em sẽ làm video tiếp theo cho anh em ha.